Chào các bạn đã đến với bản tin tuần thứ tư tháng 11 của GameHub.vn. Và mở đầu tuần này thì nhà phát hành VTC Mobile đã chính thức ra mắt phiên bản Alpha Test cho tựa game Ngọa Hổ Tàng Long Mobile. Đây là một tựa game có một đoạn cốt truyện đậm chất võ hiệp cùng với những tính năng vô cùng đặc sắc. Tuy nhiên là chỉ có 2.000 game thủ nhanh tay đăng ký thì mới có thể trải nghiệm được phiên bản Alpha Test lần này của tựa game này. Ngọa Hổ Tàng Long Mobile được biết tới là một tựa game gây được rất nhiều sự chú ý trong phân khúc nhập vai trên điện thoại di động tại các nước châu Á. Và game sẽ được ra mắt chính thức tại Việt Nam vào tháng 12 tới đây. Tiếp đó vào ngày thứ Năm tức ngày 26 tháng 11, nhà phát hành VTC Mobile đã cho ra mắt phiên bản chính thức của tựa game Chiến thuật Tam Quốc với tên là Ba Quy Truyền Kỳ. Ba Quy Truyền Kỳ có tựa gốc tại thị trường Trung Quốc là Tiểu Tiểu Tam Quốc Chí, nhưng gây ấn tượng bởi nền đồ họa dễ thương cùng với lối chơi kết hợp chiến thuật độc đáo và đặc biệt là có sự tham gia của các game thủ đông đảo trên mọi server. Theo đánh giá của GameHub.vn thì Ba Quy Truyền Kỳ đã có một ngày ra mắt khá thành công khi không có hiện tượng dislag nghiêm trọng khiến các user có thể yên tâm trải nghiệm. Và ngay sau đó, tức là vào ngày 27 tháng 11 năm 2015, thì tựa game huyền thoại Heroes 3 cũng đã chính thức ra mắt tại Việt Nam với phiên bản Open Beta để các game thủ có thể thoải mái trải nghiệm mà không reset nhân vật. Tựa game này thì là một cái tên cực kỳ hot tại thị trường Âu Mỹ vào năm 2015 vừa qua. Cũng giống như MU Origin, tựa game này ngay từ khi còn dục dịch ra mắt thì đã gây được một sự chú ý vô cùng lớn trong cộng đồng game thủ bởi đây là một cái tên vô cùng trứ danh. Trong trailer của tựa game này thì chúng ta có thể thấy được những điểm vô cùng đặc sắc của series Heroes. Chắc hẳn ai là fan của tựa game này thì sẽ cảm thấy vô cùng thích thú. Và mới đây, nhà phát hành VTC Online đã chính thức xác nhận Yêu Du Ký 3D sẽ là tên gọi chính thức của tựa game Chúng Yêu Chi Nộ khi phát hành tại thị trường Việt Nam. Đồng thời, trailer chính thức giới thiệu về các lớp nhân vật, đồ họa cũng như là gameplay đã được trình làng. Theo đó, Yêu Du Ký 3D được giới thiệu và xây dựng theo nền tảng Ingenuity 3D tân tiến cùng với các lớp nhân vật theo phong cách Q-style đáng yêu và cơ chế lối chơi nostalgic. Dự kiến thì game sẽ được phát hành vào tháng cuối cùng của năm 2015 này. Nhằm lôi kéo những game thủ mới cũng như là thu hút sự chú ý của những game thủ mà bấy lâu nay đã sao lãng thì nhà phát hành Gamota đã tổ chức ra một event có thể nói là lớn nhất dành cho game hiệp khách. Theo đó thì các game thủ của chúng ta chỉ được tạo ra một nhân vật mới trong server S99 quần anh hội ra mắt vào ngày 23 tháng 11 đã có thể có cơ hội giành về những phần quà cực kỳ giá trị, tổng giá trị giải thưởng lên tới hàng tỷ đồng. Trong đó đáng chú ý đó là một chiếc điện thoại iPhone 6S cực kỳ xanh điệu cùng với rất nhiều những phần thưởng in-game. Và kết thúc bản tin ngày hôm nay là cập nhật hành trình sang Hàn Quốc tham dự giải đấu Ben Glory Thế Giới của game thủ Luân Trần với nickname Mamma Mia. Sau hơn một tháng kêu gọi cộng đồng game thủ Việt thì Luân Trần đã có đủ hỗ trợ để sang thi đấu giải VIPL do chính nhà phát hành mời tham dự. Theo đó thì game thủ Luân Trần là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự giải đấu này với tư cách là thành viên của team Infamous Sicko cùng hai gamer người Ấn Độ khác. Mọi thông tin chi tiết về lịch hành trình sang VIPL của Luân Trần cũng như là các thông tin về giải đấu như kết quả, lịch trình cũng như là clip thi đấu sẽ được GameHub.vn cập nhật trong những số tiếp theo. Các game thủ Ben Glory đừng bỏ qua nhé! Chào mừng các bạn đã quay trở lại với mục hỏi đáp của GameHub.vn. Và câu hỏi tuần trước của chúng ta đó chính là nhân vật mới nhất ra mắt game Ben Glory đó là nhân vật nào? Thì đáp án chính xác đó là Black Feather. Và với câu trả lời này thì đã có 13 game thủ đưa ra được đáp án chính xác. Ngay bây giờ Phương Anh sẽ chọn người may mắn nhất. Và người may mắn nhất của tuần này đó là Hà Vi Nguyễn. Bạn Hà Vi Nguyễn thân mến, bạn đừng quên để lại thông tin như số điện thoại, địa chỉ để GameHub.vn có thể liên hệ lại với bạn. Còn bây giờ sẽ là câu hỏi của tuần này đến từ Vân Anh. Và câu hỏi của tuần này của chúng ta đó là tính đến thời điểm hiện tại thì tựa game hiệp khách được phát hành bởi nhà phát hành Gamota đã có chính thức là bao nhiêu server?
Các bạn đừng quên trả lời bằng cách comment ngay dưới clip này được đăng tải trên trang chủ của gamehub.vn. Hoặc những bạn nào theo dõi qua YouTube thì có thể vào phần mô tả sẽ có link đưa bạn đến nơi trả lời. Thời hạn để cho các bạn đưa ra câu trả lời vẫn tính từ giờ cho đến 12 giờ trưa tuần kế tiếp, tức là vào ngày 2 tháng 12. Và phần quà dành cho người may mắn nhất vẫn là chiếc thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!